Nhịp điệu cha cha cha. Dứt lên, dứt lên. Cá bự. Chào mừng các bạn đã đến với Thế Vũ Style. Chắc các bạn tò mò tại sao hôm nay Thế Vũ lại có bộ tóc này đúng không? Tại tập trước mấy bạn nói anh pháp sư mê gái. Vì vậy hôm nay pháp sư mới ra bộ dạng này. Mấy bạn fan sẽ không nói mình mê gái nữa, mà nói pháp sư BD. Ồ vậy cuối cùng mấy bạn muốn pháp sư là mê gái hay là BD? Comment phía dưới nha. Thôi cái đó mình bỏ qua và nói chuyện khác đi. Nhiều bạn comment hay hỏi về sức khỏe thành viên trong nhóm đúng không? Thì bữa hổm pháp sư gọi hỏi thăm Rit với Chara đúng không? Hôm nay pháp sư sẽ gọi hỏi thăm anh Cương Thi nha. Ồ oh. Biết ai không? Ủa sao? Em đang đâu? Đang trong toilet nè. Dị ba. Sao hên vậy? Hẹn chuyện em mùi nãy giờ. Thôi lỡ rồi gọi nói chuyện luôn. Đi xong chưa? Đi xong chưa? Trời má ơi, ông đang đi toilet mấy bạn ơi. Đúng hên luôn á, hẹn nghe anh thúi gình à. Ai lỡ gọi nói chuyện luôn. À, không gầy nghỉ dịch ở nhà sao rồi? Đúng vậy anh ơi, đói liền chết. Trời, dịch này ai không đói em ơi. Rồi ở nhà buồn làm gì? Đó, nhà buồn thì em ai mấy cái dịch bãi để quay nè, rồi xong rồi chơi game mình giống nhà đó. À rồi nói chung tình hình sức khỏe sao rồi, ok không? Ba tháng này ổn mà. Nói chung em với gia đình là ổn đúng không? Đúng rồi. Vậy tốt rồi. Ok, nói chung thì anh Cương Thi cũng rất là khỏe, mấy bạn yên tâm nha. Làm gì nữa ta? Nói chung giờ dịch bệnh không biết làm gì luôn các bạn, chán dễ sợ. Ước gì có một buổi tiệc tùng vui vẻ bạn bè hay biết mấy. Hay là mình vô game mình tổ chức tiệc chơi với Chara, chơi với anh Cương Thi và cả fan nữa. Ok, pháp sư vào game này nha mấy bạn. Đó, bây giờ đầu tiên kêu gọi anh Cương Thi với Chara lại ơi. Kiếm bạn bè. Alo, Chara, Cương Thi nghe không? Nghe anh. À, thì hôm nay anh sẽ tổ chức tiệc nha, mời hai đứa lại nhà chơi nha. Ok. Đó, rồi mấy em sẵn rủ mấy bạn fan nhỏ lại chơi luôn nha. Dạ. Rồi theo dõi anh đi. Đó, giờ mình Covid mấy bạn. Mình ăn chơi tụ tập ở ngoài không được nên mình phải ăn chơi tụ tập trong game mấy bạn. Cho đỡ buồn, đỡ xót xa nhung nhớ những ngày tháng cô đơn vừa qua. Đó, chạy ra cầm theo cá đuối mấy câu hả? Cá mập luôn, ghê. Anh Vũ. Nó trời ơi, Cương Thi dịch bệnh những cái cua hoàng đế ăn với bạn. Quá giờ. Hồi nãy em xài cái cần câu cua bắp mà em câu được con cua đó. Đông rồi ha, hồi mấy bạn kia vô sau nha, giờ chuẩn bị mở tiệc nha. Rồi xin giới thiệu các bạn, đây chính là nhà của pháp sư. Pháp sư hiện có 573 sao nha. À, vô quẩy bạn ơi. Đó, để pháp sư dẫn các bạn một vòng nhà pháp sư tham quan nha. Đó, đầu tiên trước cửa nhà là cái hồ bơi to bự sang chảnh, đẳng cấp 5 sao. Trong đây nuôi rất nhiều cá sấu, bạn nào muốn săn cá sấu thì lại đây nhà pháp sư săn miễn phí nha. Và kế cái hồ bơi là một cái toilet cũng sang chảnh không kém, đẳng cấp 1000 sao. Đó, muốn đi giờ nào cũng được. Ê đứa này vô duyên mày, tao đang đi toilet, tiện đứng trước mặt nhảy mày. Lưới trướng.
Đi nhậu chụp hình chụp ơi. Cho em chụp tấm hình cái em dỗ lại em nha người. Ờ bậy. Đó. Vì nhà khá là giàu nên chỉ để bồn, để cái bồn cầu đó nha bạn. Ai đi đi. Đó, còn cái bên là cái toilet. What? Ủa đó. Cái bên là cái bể cá chứ mà chưa cá để vô. Để một chút nữa mình sẽ đi săn cá hiếm để bỏ vô cái bể cá này nha các bạn. Đó. Và dưới nha. Và dưới nha là một cái vũ trường rất sôi động. Đây thì bật đèn lên, bật đèn lên. Đó. Bắn pháo bông nè. Đó. Mở lọ lên em ơi. Rồi, quẩy. Vô. Rồi nút quẩy đâu rồi? Nút quẩy đâu rồi? Đây, vô. Quẩy. Nhập điện cho cha. Lên lo quẩy luôn. Đó, đây nói chung bạn nào rảnh mùa dịch vô nhà pháp sư câu cá sấu và quẩy chơi nha. Rồi. Nó bắn pháo bông cho các bạn chơi miếng nè. Đây là căn phòng của pháp sư nha. Nói chung chỉ có chỗ nằm ngủ thôi bạn. Đó, nói chung là đủ nhu cầu rồi. Ăn ngủ nghỉ và đi vệ sinh. Xong rồi tắm, nhảy, trời đòi nữa. Giờ còn hơi nghèo nên đầu tư ít mấy bạn. Mai mốt pháp sư sẽ đầu tư mấy cái dịch vụ giải trí đẳng cấp hơn với bạn. Mấy bạn như cái cầu tuột nè, hay là máy phóng phi tiêu nè, đủ thứ luôn. Ủa em mới cầm cắt heo trong nhà anh nè. Sao má ơi. Trời ơi. Có câu đề nào không đem vô. Ê bỏ cái heo vô cái bể bơi anh thử được không? Không được. Không được à? Trời ơi, vừa cầm cá heo vừa cầm cá giò nhảy luôn. Quá dữ. Ờ nào rảnh vô chơi nha. Ờ bây giờ chắc pháp sư sẽ đi đi săn cá hiếm nha các bạn. Cái bể bơi trống không nào mà không có con cá hiếm nào nữa. Giờ pháp sư sẽ đi ra ngoài săn. Đó, giờ pháp sư sẽ đi câu cá hiếm để trang trí nhà cửa nha các bạn. Vừa có tiền để mua nội thất nè, vừa có cá để mà bỏ vô cái bể cá của pháp sư nữa. Pháp sư rất thích ra bãi biển câu các bạn. Tại biển nó đa dạng cá. Nó có cá mập, cá heo, cá voi. Pháp sư câu đây thử trước nha. Đây cần câu con bọ của pháp sư. Anh Cường Thi cũng câu nha. Chị Chara ra đâu rồi? Lại câu chung nè. Chara đi bán cá trái. À bán cá hả? Một con đầu tiên. Theo kinh nghiệm pháp sư thì con này chắc chắn không phải cá hiếm các bạn. Nhưng mà cũng phải câu đi kiếm tiền. 16 đồng. Một con cá vẹt 94 đồng. Cũng được mấy bạn. Trời tối rồi các bạn. Nên pháp sư phải bơi ra ngoài thuyền. Nghe nói trời ban đêm mà các bạn câu ngoài thuyền sẽ có cá to nha. Phần sẽ có cá mọc với cá voi. Đúng không Chara? Cá nhắm búa gì cá nhiều lắm. Cái nhà tán nữa. Đó pháp sư ra đây săn nha các bạn. Rất là khó luôn nhưng mà pháp sư sẽ cố gắng. Ba quệ cũng đông lắm nè. Lên. Trời ơi, cá này tình dưỡng.
Nó xin kết bạn. Cá bụi bạn ơi, thằng luôn tìm chỗ khác coi. Trời ơi, một con cá bự mấy bạn ơi, quý thằng luôn còn tẹt này. Lâu lâu câu được cá bự. Ôi, thấy cá bự ăn mà không được, tức ghê. Câu lại. Cá bự bạn ơi, Dứt lên. Cá bự. Cá heo. Hôm xưa đã câu được cá heo để khoe ơi. Cá heo. Cá heo rồi các bạn. Hôm xưa câu được cá heo rồi. Rồi hôm xưa chạy nhà đi trưng bày luôn nha các bạn. Về nhà. Chị cây. Về nhà để cá vô cái bể liền, khỏi nói nhiều. Đó, ẵm cá heo về tận nhà luôn. Sau bao ngày chờ đợi, con cá hiếm rồi, bỏ vô. Ủa, kích thước không thể bao quản. What? Là sao các bạn? Nói chung là cái mình sẽ mua cái bể bự hơn để cá heo nha các bạn. Không biết phải vậy không, mấy bạn nhớ comment chỉ pháp sư nha, pháp sư cũng không rành lắm. Nói chung thì pháp sư đã hoàn thành cái nhiệm vụ câu cá hiếm này rồi. Rất là mừng luôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ pháp sư tới giờ phút này nha. Nhớ like nè, cả view nè, subscribe kênh của pháp sư nha. Nhớ share nữa nha. Tạm biệt các bạn. Rất mong gặp các bạn trong các clip lần sau.